Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Nguyễn Hưng. Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho bạn cái phần SEO on page là gì và cách làm SEO on page làm sao cho hiệu quả. SEO on page đó là quy trình là phần thứ ba trong quy trình SEO sau phần bạn tạo ra một website. Phần này mình sẽ giới thiệu với bạn để một số kỹ thuật về làm SEO on page. Thì một số cái phần mà làm SEO on page các bạn phải chú ý, thứ nhất là cái thẻ meta title. Meta title đây là cái phần nào của website, đó là cái phần đầu tiên của cái website, cái tiêu đề cho website. Meta title thì nó sẽ xuất hiện, ví dụ bạn Google đi, ví dụ là giả dụ đi, ví dụ đây là cái title của website của trang web mình đây, chiến lược internet marketing online SEO đây, Mr. Nguyễn Hưng đây, đó đây là cái title. Thì mình phải tối ưu cái thẻ title này, cái thẻ title này nó phải có chứa từ khóa, còn đây thẻ URL, và thứ ba là thẻ Meta Description là cái thẻ mô tả. Ở đây thì bạn chú ý này, này nó có như này, thẻ title này thì có khoảng 70 ký tự, và cái thẻ title này nó phải có chứa từ khóa để bạn làm SEO. Cái từ khóa ở đây là gì? Từ khóa tức là cái từ mà người ta sẽ dùng để mà ta tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm, đó là gọi là từ khóa. Từ khóa giống như khi bạn muốn vào một cái căn nhà thì bạn có một cái chìa khóa mà mở cửa đó. Ví dụ khi tôi muốn tìm kiếm một cái lĩnh vực đó thì tôi sẽ tìm dùng từ khóa, ví dụ tôi muốn tìm kiếm về lĩnh vực marketing online thì tôi sẽ đánh từ marketing online, thì cái từ marketing online này nó là cái từ khóa. Thì cái tiêu đề bắt buộc phải có chữ từ khóa, và cái tối đa cái tiêu đề này có khoảng 70 ký tự là tối ưu nhất, thì nó sẽ phù hợp với vấn đề SEO. Và thứ hai, cái thẻ thứ hai đó là thẻ Meta Description. Thẻ Meta Description này là cái thẻ mô tả, riêng cái thẻ tiêu đề và thẻ mô tả thì không xuất hiện trên cái website nhưng nó sẽ xuất hiện cho công cụ tìm kiếm. Đây đây là cái thẻ tiêu đề đây và mô tả đây, nó sẽ xuất hiện trên công cụ tìm kiếm nhưng nó không xuất hiện trên website của bạn. Đó là đối với cái thẻ description này, mô tả này, bạn có tối đa là 150 ký tự khoảng cỡ đó. Và thẻ thứ ba là thẻ keyword. Thẻ keyword này là thẻ tối ưu, nó sẽ không xuất hiện ở trên website bạn nhưng bạn phải tối ưu nó trên website. Cái thẻ keyword này mặc dù bây giờ Google nó không còn chú trọng nhiều cái thẻ này nhưng mà nó cũng có một phần tác dụng ở đó để giúp cho tính điểm cho website bạn lên top cho Google. Và tối đa đối với cái thẻ keyword này bạn chỉ nên 10 cụm từ trong cái từ khóa đó, nếu bạn dùng nhiều quá nó giống như nó spam. Và cái từ khóa đó phải liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ bạn sell cho cái trang web đó. Và cái phần tiếp theo nữa bạn phải chú ý là cái mật độ từ khóa. Mật độ từ khóa là gì? Ví dụ bạn nói về marketing online thì trong cái bài viết đó nó sẽ tối ưu có những cái phần nói về marketing online dàn trải. Ví dụ mình là sell on page này. Đây cái từ sell on page đây. Ở dưới đây mình có sell on page này. Đây là cái mật độ từ khóa, nó lặp đi lặp lại. Nó bị lộ mật lại thì cái độ mật từ khóa này thì nó khoảng từ 3 đến 5% là được tối ưu. Có sẽ có mình chỉ cái công cụ để bạn để đo lường cái mật độ từ khóa này. Còn cái thẻ tiếp theo là cái thẻ H. Từ H1 đến 6. Đối với cái thẻ H này thì bạn chỉ có duy nhất một thẻ H1. Còn lại những thẻ H còn lại thì bạn có thể tùy ý và cho thêm. Và bạn nếu mà tối ưu được tốt thì có thể từ H1 H3 này là cũng tốt rồi. Thẻ thứ ba thẻ an, tức là cái thẻ mô tả cho hình ảnh để cho biết Google biết rằng hình ảnh đó nói về cái lĩnh vực gì đó. Ví dụ hình ảnh này với Google nó không biết cái hình ảnh này nói về cái gì nhưng mà mình sẽ mô tả nó cho hình ảnh này, khi người ta gõ từ khóa sẽ hiện hình ảnh này và nó cũng tương tác với cái từ khóa bạn và nó sẽ xuất hiện được cái video bạn trên công cụ tìm kiếm. Có thẻ URL. Đối với thẻ URL thì bạn nên sử dụng thẻ URL tĩnh. Ví dụ như mình nói là SEO là gì và cách SEO như là hiệu quả, đây bạn thấy là cái URL mình đây. Nó có chứa từ khóa ở đây để giúp cho nó SEO lên top. Ngoài ra bạn phải chú ý cái
external link, tức là đường link trỏ ra ngoài. Nếu một website càng có nhiều đường link trỏ ra ngoài thì nó sẽ khiến cho website nó bị tụt hạng rất nhiều. Vì bạn hạn chế vấn đề cái đường link trỏ ra ngoài, và cái nữa là cái internal link là cái liên kết nội bộ. Đối với cái liên kết nội bộ thì bạn càng tạo nhiều cái liên kết nội bộ trong website thì càng tốt. Một website có nhiều site được tạo ra thì nó sẽ được Google vào cập nhật thường xuyên, sẽ rất là tốt. Và cuối cùng đó là cái tốc độ load trang trên website càng nhanh càng tốt. Đối với khi một người họ vào một website, họ xem một nội dung trên website đó, nếu website nó tải nhanh, tìm đúng vào nội dung họ mong muốn đó, thì ta vào được, ta sẽ xem, ta về vào luôn. Nếu mà tải quá chậm, quá tới 1 phút 2 phút mới vào được website bạn thì người ta không đủ kiên nhẫn để vào xem nội dung nữa. Cho dù nội dung có hay mấy nữa người ta cũng sẽ không có vào nữa. Vì vậy bạn phải tối ưu cho website bạn phải thật nhanh. Để tối ưu cho website thật nhanh thì bạn phải lưu ý những hình ảnh khi bạn đăng lên, hình ảnh nó phải gọn nhẹ để cho nó giúp cho website tải tốt hơn. Bạn phải tối ưu chỉnh sửa cho hình ảnh nó nhẹ lại. Thì đấy, để một đó là một số cách để mà bạn làm cho tối ưu lại. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn thực hiện cái công cụ tối ưu cái on-page này trên website. Hôm bữa thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách để thiết kế một cái website. Đây thì mình đã làm mẫu ở đây một cái website. Thì khi hôm bữa mình đã hướng dẫn bằng cách để mà bạn tạo ra cái website rồi, thì giờ bạn phải tạo nội dung. Nội dung thì bạn có thể dùng cái công cụ bên đây, bạn vào build này là xây dựng đó. Thì bạn có những phần xây dựng title đây. Đây title, cái này là text đây. Text bạn đây, kéo đây sang đây, bạn sẽ điền cái text vào đây. Hôm bữa mình đã làm đây và mình đã viết được cái text đây. Còn cái button này, đây là button này, tạo đây để tạo ra một cái đường link liên kết đến một cái site khác để ta xem thêm. Ví dụ đây đường link đây, mà kích vào button này nó sẽ hiện lên cái mục này, đường link này, nó sẽ mà cho đường link này. Khi họ ta kích vào cái đường link này nó sẽ bật đến một cái trang khác đó. Thì đối với một cái trang thì bạn lên, thứ nhất là cái phần đầu tiên bạn giới thiệu doanh nghiệp bạn là gì đó. Anh ví dụ mình đây nói về một cái giới thiệu về doanh nghiệp này này đó, về công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thanh Hương này, với 10 năm kinh nghiệm cung cấp các vật cấp và nhập khẩu các loại máy trần vi tính này, máy dập lai đục lỗ rèm tại Việt Nam này đó, giới thiệu đó, sứ mệnh này, triết lý kinh doanh này, ra cái lõi này. Và đây là tại sao bạn nên chọn mua máy dập lai đục lỗ rèm tại Thanh Hương mùa xin này đó. Có những mình đưa nêu ra những đặc điểm mà nổi bật đối với sản phẩm dịch vụ của bạn. Và đây bạn sẽ, đây bạn cho cái sản phẩm bạn là gì này, người ta có thể xem thêm, bật thêm cái xem thêm này, kích vào đây nhảy sang cái trang sản phẩm bạn. Và có một số mô tả khác như là địa chỉ ở đâu này, live fanpage này. Đấy là mình sẽ cho cái hướng dẫn về cách để tạo một cái thêm một cái gọi là cái trang fanpage vào trong cái Weebly. Thì mình sẽ có một hướng dẫn sau để các bạn làm. Thì đối với đấy nội dung thì bạn phải tối ưu làm sao. Ví dụ mình muốn lập đi lập lại cái máy dập lai này, đục lỗ rèm này. Ở đây mình có những từ là máy dập lai đục lỗ rèm. Và khi bạn viết ra rồi, đây dập lai đục lỗ rèm, mình lập lại từ khóa. Và khi mà viết rồi bạn sẽ đo lường lại cái từ khóa đó, đôi khi bạn sẽ tối ưu hơn nữa. Và một số thẻ bạn cần quan tâm, tức là cái thẻ an, thẻ an hình ảnh. Đây là cái dùng mình dùng file hình ảnh đây, cái này mình viết nhưng mà thật sự nó file hình ảnh. Bạn kích vào đây, nó sẽ ở đây, kích vào đây nó sẽ hiện lên. Bạn kéo xuống, kéo xuống rồi ở đây nó vào, bạn vào đó, advanced ở đây này, cái thẻ an ở chỗ này này. Ở đây nếu mà bình thường mình chưa thêm vào thì nó là picture, bạn nó thêm vào cái từ khóa bạn muốn cho vào. Ví dụ mình muốn từ khóa máy dập lai đục lỗ rèm. Chẳng hạn muốn dùng từ này các bạn. Bạn vào đây kéo xuống event, bạn chỉnh lại. Rồi. Một đi. Bạn mỗi một cái mô tả cho cái một cái hình ảnh sẽ khác nhau, để tránh nhầm nó nói bạn spam. 2 đi. Rồi. Kéo xuống. Bạn là fan. 3 đi.
Đấy, chưa có đây nữa. Đây nó hiện đây picture đây, bạn cho vào 4 này. Về cơ bản nó như vậy. Rồi, đấy là bạn tối cách bạn mô tả cho nó biết là cái từ khóa bạn, ví dụ muốn nói về máy dập line đục đổ RAM thì bạn sẽ thêm vào hình, thêm vào mô tả cho mỗi cái hình ảnh này. Đây là file hình ảnh. Để kéo hình ảnh bạn chỉ cần đây, cầm đây email bạn kéo sang, nó sẽ có hình ảnh đó. Còn nếu mình kéo rồi, đây là mình làm sẵn rồi đấy, bạn sẽ tối ưu hình ảnh cho nó một cách đó. Một cái nữa là bạn có thể tối ưu với cái thẻ H. Cái thẻ H ở đây mình bạn đây bạn nhìn chữ đúng không? Thực tế đây là đoạn code mình thêm thẻ H vào đó. Bạn kích vào đây sẽ hiện cái edit code đây, đoạn code đây. Mình thêm cái H1 này. Ảnh này, phông chữ này, size này, size bao nhiêu này. Thẻ H1 nó thuộc trong cặp thẻ H1 này, H1 này, thẻ mở thẻ đóng này. Các bạn thể nhìn cái đoạn này bạn lại viết lại giống y hệt mình. Bạn gần nếu bạn muốn chữ to nhỏ bạn đây chỉnh sửa đây, bạn muốn chỉnh màu bạn chỉnh ở đây. Thay này, ví dụ bạn tìm cái loại tên tiếng Anh hoặc là cái bảng mã màu bạn nhét vào đây cũng được. Và size bạn muốn to nhỏ tùy. Bây giờ 5 ví dụ mình muốn cho 4 thì nó sẽ nhỏ hơn này. 4 bạn thoát ra nó nhỏ hơn. Đó, nếu chỉnh lại bạn sẽ cho 5. Ở đây màu đen đúng không? Mình thích mình màu xanh đi. Green. Nó sẽ chuyển sang cái màu khác. Đó là cách để bạn thay đổi cái màu chữ, phông chữ. Bạn có thể nhìn kỹ cái phông, cái cấu trúc này để copy ra cho bạn xem. Bạn nhìn copy lại và bạn thay đổi lại cái nội dung của bạn đó. Đó. Đó, cái cấu trúc này. Phone color bạn biết thẻ mở này. Thẻ mở đây, thẻ đóng này, cặp thẻ đóng này, mỗi cái phone này nó sẽ có cặp này, H này nó trong cặp này, nó sẽ có một cặp thẻ khác nhau. Thì bạn lưu ý cái đó để bạn khi bạn làm cái thẻ H, nếu bạn muốn thay đổi nó thành H2 thì bạn thay đổi đây thành H2, chuyển đây chỉnh đến H2. Nếu H3 bạn cũng chỉnh như vậy, H4 bạn cũng chỉnh như thế. Thì đó là cách để mà thêm thẻ H. Ví dụ đây là mình, đây là thẻ H1 này. Còn cái thẻ này này thì cái tiêu đề này thì thường mình kéo tiêu đề này, title kéo xuống đây. Đó, kéo xuống đây mình chỉnh viết chữ vào thôi. Thì cái này nó bản chất nó là cái thẻ H2 rồi, nên mình không có cần phải thêm cặp thẻ nữa. Willy nó định sẵn là H2 rồi. Còn thẻ H3 thì nó không có thì mình có thể thêm H3. Ví dụ đây là H3 này, mình có thể thêm từ khóa Thanh Hương gì đó. Đây bạn nhìn xem, cũng là H3. Đó, H3 mình có thể thích thêm, đây là thay chữ, đây là green cũng được, hay là gray là màu xám. Đó là các bạn thay thêm bức thẻ vào. Còn tối ưu, một cái phần tối ưu là thẻ title description thì bạn phần bếp này, ví dụ phần trang chủ và kích phần trang chủ. Rồi ở đây nó có phần cell setting. Cell setting này nó chỉ dành cho cái trang đó, mà kích vào cell setting. Ở đây đây là cái title, bạn đặt để tiêu đề cho cái title của cái trang này. Ở dưới đây là cái description, bạn mô tả mọi mô tả sao nó hay, nó hấp dẫn. Đó là cái nghệ thuật của mỗi người mô tả. Ở đây cái thẻ tag, tức là meta keyword đó, thì mỗi một cái cụm từ này mình sẽ cách nhau với phẩy, đánh có dấu và không dấu. Ví dụ công ty trách nhiệm xuất nhập khẩu Thanh Hương này, có dấu này, Thanh Hương không dấu này. Máy dập line này, có dấu này, máy dập line không dấu này. Máy dập line RAM là đó. Đó là cách để bạn thêm cái thẻ tag vô. Và cái thẻ tag nó phải chứa cái từ khóa. Ví dụ mình đang share cái từ khóa là máy dập line và máy đục đổ RAM, thì nó phải có chứa những từ khóa nó trong cái thẻ đó. Rồi khi bạn public ra, làm xong cái đó bạn public ra, bật sang trang. Bạn phải nhớ rằng là bạn phải nhớ là bạn phải mỗi một cái size. Ví dụ đây một cái size là cái trang chủ đây, bếp này, cái trang chủ này, thì bạn phải tối ưu nó như vậy. Và đến cái size tiếp theo, ví dụ là size ví dụ giới thiệu sản phẩm đi, bạn cũng sẽ tối ưu vậy. Bạn tối ưu cái sản phẩm đó, bạn tối ưu về hình ảnh này, xem cái này tối ưu chưa.
này vẫn chưa tôi vẫn chưa có mô tả thể an nó đó. Thì đó bạn sẽ mô tả thể an nó, bạn sẽ thêm thẻ H1 này mình cũng chưa thêm, H2, H3 nữa. Rồi ở đây bạn chú ý này, bạn cũng vào sales setting này đó, mình cái này mình cũng chưa thời gian chỉnh. Ở đây bạn sẽ thêm được cái title, nó bạn đặt title nó phải chứa từ khóa, description vậy cũng phải chứa từ khóa, keyword và chứa từ khóa, những từ khóa liên quan đến sản phẩm dịch vụ đó. Và ở đây riêng cái page permalink link này thì bạn có thể chỉnh sửa cái đường link cho cái trang đó. Bạn đây cạch phương pháp là bạn chỉnh sửa link nó đó. Đó. Xong rồi bạn public ra. Sau update ra bạn sẽ xem lại cái trang này nó có chuẩn SEO không, bằng cách bạn dùng cái công cụ là SEO Quick. Để cài cái SEO Quick là rất đơn giản. Bạn có thể vào cái Google. Bạn gõ cho mình cái SEO Quick. Rồi. Rồi, bây giờ bạn bật rồi. Rồi. Bạn kích vào thêm vào, do mình đã cài rồi thêm vào rồi. Còn là bạn chưa thêm, bạn kích vào nó sẽ công cụ này sẽ giúp phân tích cái website của bạn. Ví dụ mình phân tích này, đây mình kích vào cái phần này Dialogic này, bạn kích vô ở đây nó sẽ nói URL là ok này, 29 ký tự ok chuẩn SEO này, title ok này, meta cái ok này, nó cũng nói là ở đây có dùng 8 cụm từ này, từ khóa này với 176 ký tự này, ok này, heading good này. Đó, từ H1, H2, H3 này. Mình chỉ có 1 H1 đây, có nhiều H2, 1 H3, có thể nhiều H3 cũng được. Thẻ an ok này, đánh tích ok đó. Và chữ ở trong đây còn ít. Thì đó, nhưng mà ở đôi khi bạn tối ưu về on base bạn tối ưu được những cái thẻ này. Gọi là rất là ok rồi, bạn đã làm rất tối ưu rồi. Còn để bạn muốn xem là cái từ khóa nó lập vào độ khóa thì có một cái công cụ đây Density đây. Đối với Density này nó sẽ cho biết là cái cụm từ, ví dụ một từ từ khóa phần trăm bao nhiêu này, cụm hai từ này, ba cái dập line này, tôi 3,25 này, máy dập này 3,25 này, thanh gương 2,23 này. Ví dụ từ cụm ba từ đi, máy dập line 4,87 này, máy dập line đục này lỗ này, đó bốn cụm bốn từ đi, máy dập line này đục lỗ này 2,5, thì bạn phải tối ưu sao nó khoảng 3% với cụm từ này để tối ưu, để thích hợp, để khi người ta tìm kiếm search ra bạn. Đây là cái công cụ SEO Quick, nó có cái sẵn cái density này. Còn nếu bạn muốn đo chính xác cái gọi là cái từ khóa, cụm từ khóa, thì bạn có thể đối với cái cốc cốc hay là cái Chrome này nó sẽ chưa không có, bạn sẽ dùng dùng Firefox. Rồi trong cái Firefox này bạn vào phần tiện ích, đây tiện ích đây, rồi bạn sẽ tìm cái density. Rồi cái này bạn cào cái này này, search status rồi. Rồi bạn khởi động lại. Ở đây bạn có thể đánh cái website bạn. Ví dụ bạn muốn kiểm tra cái máy dập line đục lỗ RAM này. Đó. Rồi bạn show keyword density. Nó sẽ hiện lên bảng. Nó sẽ cho bạn biết tổng số phần trăm đây. Đối với cái title này 18 từ. Nó chưa có cái cụm từ này. Body này có 1 này, có 1.2 này, thẻ H này có 12.3 này, description chưa có này, nên bạn phải tối ưu lại.
refresh lại một nữa xem nào. Rồi mình thử đo từ máy supply đi. Nó có hết chưa? Show density đó. Rồi. Title nó có một từ từ này. Body này có 6 có 6 653 từ, 653 từ thì có 6 từ này, chiếm 4,6% này. Thì H này có 65 từ này, thì trong đó có 2 từ này, có từ khóa này này, chiếm 15%. Link này, đường link này chưa có từ khóa này. In đậm này có một cái in đậm có từ khóa này. Meta description có 2 từ này. Meta keyword có 1 từ này. Đó. Nó sẽ thống kê chính xác cái từ khóa của bạn bằng cái công cụ này. Bạn cài vô trong Firefox bạn sẽ làm được việc này. Và khi bạn làm này thì bạn thấy nó chưa đạt theo cái chuẩn của bạn thì bạn có thể điều chỉnh lại nội dung để làm sao cho nó cái mật độ từ khóa nó hợp lý đúng này, ví dụ supply đó, supply máy supply và supply đó, đó là cái mật độ từ khóa lặp đi lặp lại trên website. Đó là mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà tối ưu on page cho cái website của bạn. Đây trong đó là gì, có title, có hướng dẫn bạn rồi này, description này, meta keyword này, mình cũng nói đây, meta keyword là cái này này, bạn vào đây sell setting này đó, và đây là cái meta keyword này, bạn sẽ thêm từ cụm từ khóa vào đây, description đây, title đây đó, còn cái ảnh ở đây bạn sẽ vào kích vào ảnh đây, ví dụ bạn thêm ảnh đây, bạn sẽ ở đây kéo xuống, bạn thêm event này vào, thêm ảnh đây đó, URL tĩnh này, mình nói luôn mình chỉnh sửa cái URL đó theo ý muốn, external link tức là đừng link trỏ ra ngoài, bạn hạn chế cái đó. Đó là mình giới thiệu xong cái cách để bạn làm SEO on page như nào đó. Nếu bạn yêu thích những video của mình hãy nhớ like, share và đăng ký theo dõi kênh mình. Mình còn sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cái hướng dẫn hữu ích khác nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.